Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình ở bộ môn kế toán doanh nghiệp. Mình là Nguyễn Thị Kiều và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về quyền và nghĩa vụ của ban giám đốc trong công ty. Thì như mọi người cũng đã biết, ở video trước mình có chia sẻ với mọi người về quyền và nghĩa vụ của cổ đông đại hội đồng cổ đông thuộc công ty cổ phần và hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy thì ban giám đốc của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn nó sẽ có những cái quyền và nghĩa vụ như thế nào? Đầu tiên là quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần thì được quy định tại điều 3 khoản 3 điều 162 luật doanh nghiệp 2020. Giám đốc hoặc tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện các nghị quyết quyết định của hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư công ty, kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nội bộ của công ty, bổ nhiệm miễn nhiệm bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của giám đốc hoặc tổng giám đốc, có quyền tuyển dụng lao động và kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ khác sẽ được quy định tại địa của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết quyết định của hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết quyết định của hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì giám đốc hoặc tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Thì đấy là những cái quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần. Thì trong công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên, giám đốc sẽ có những cái quyền hạn và có những cái nhiệm vụ nghĩa vụ như sau. Tổ chức thực hiện các hoạt động theo quy định của hội đồng thành viên, quyết định các vấn đề về hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các phương án đầu tư của công ty. Thì cái này nó không khác gì là đối với công ty cổ phần cả. Tiếp đến là ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty nếu điều lệ công ty không quy định khác, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức một số chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên. Nhân danh công ty ký kết hợp đồng trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch hội đồng thành viên, kiến nghị các phương án tổ chức cơ cấu công ty, trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của công ty lên hội đồng thành viên, kiến nghị các phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lỗ trong kinh doanh của công ty, tuyển dụng và lao động và tuyển dụng lao động làm việc cho công ty, thực hiện một số quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc hoặc tổng giám đốc giao kết với công ty. Vậy thì trách nhiệm và nghĩa vụ của tổng giám đốc và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sẽ là thực hiện những quyền và nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất là nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của công ty cũng như là chủ sở hữu công ty, phải luôn luôn trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác. Thì cái này nó chính là cái việc mà chúng ta lấy thông tin mật của công ty để đưa ra bên ngoài. Thông báo kịp thời chính xác đầy đủ cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. Giám đốc hoặc tổng giám đốc sẽ không được tăng lương, trả thưởng khi tình hình tài chính của công ty không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, phải bảo đảm các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của điều lệ công ty. Bên cạnh đấy thì mình cũng chia sẻ lại một số những cái quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại hội đồng cổ đông hay là hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị. Thì đầu tiên là cổ đông, thì cổ đông sẽ có quyền tham dự phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông. Quyền được cổ tức, quyền được ưu tiên về mua cổ phần, quyền được chuyển nhượng cổ phần và cuối cùng là quyền tiếp cận thông tin.
Đối với cái quyền chuyển nhượng cổ phần thì cổ đông không được tự do trong việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp là cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập hoặc điều lệ công ty đó có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Quyền được ưu tiên mua cổ phần đó là cổ đông phổ thông được quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông công ty. Quyền được cổ tức là các cổ đông phổ thông sẽ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn lợi nhuận sinh lời. Cái mức cổ tức này thì sẽ do đại hội đồng cổ đông người ta đưa ra một cái mức nào đấy, người ta quy định. Nghĩa vụ của cổ đông đó chính là thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần cam kết mua, không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Tuân thủ điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty, chấp hành nghị quyết quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật. Vậy thì đại hội đồng cổ đông sẽ có những cái quyền, đó chính là quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, thông qua định hướng phát triển của công ty, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần, bầu miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp là điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm, quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. Xem xét xử lý vi phạm của thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty. Quyết định tổ chức lại giải thể công ty, quyết định ngân sách hoặc mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập, quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoặc hoạt động của công ty, bãi miễn nhiệm kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết. Ngoài các quyết định quyền và nghĩa vụ thì đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Tiếp theo là quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị. Thì hội đồng quản trị có quyền là quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty, kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn hoặc hình thức khác, quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 133 của luật doanh nghiệp. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Trình báo cáo hàng năm lên đại hội đồng cổ đông. Thì đấy là đối với công ty cổ phần. Tiếp đến là quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có những cái quyền như sau: lập chương trình kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, chuẩn bị chương trình nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp hội đồng quản trị, tổ chức việc thông qua nghị quyết quyết định của hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết quyết định của hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp đại hội đồng cổ đông.
Thì đấy là những gì mà mình tìm hiểu về những cái quyền và nghĩa vụ của một số ban giám đốc, cổ đông, đại hội đồng cổ đông, chủ tịch đại hội đồng cổ đông ở trong công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.